Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review một chai nước hoa của nhà Emoise. Đó là chai Journeyman mà mình không nhớ mình đã review chưa. Nhưng mà thôi mình review luôn. Nếu mà trùng thì xem lại cũng không sao. Khi mình trải nghiệm cái chai Journeyman này của Emoise các bạn, thì đố các bạn chai nước hoa nào mà mình thấy nó có nét giống với lại Journeyman. Bảo đảm sẽ có rất là ít người nghĩ giống mình. Tại vì khi mà các bạn lên Frantica, cái phần mà "This perfume reminds me of" thì các bạn sẽ không thấy chai nước hoa nào mà mình nói giống với lại Emoise Journeyman sắp tới đâu. Thì cái chai mà giống á, đó là chai By Kilian Musk. Yes. Và cả hai chai nước hoa này á, là Emoise Journeyman và By Kilian Musk, đều do perfumer Alberto Morillas góp phần tạo nên hai chai nước hoa này, cho nên cũng không có gì lạ khi mà mình ngửi hai chai này nó có phong cách giống nhau. By Kilian Musk cho ra mắt vào năm 2013, còn Emoise Journeyman cho ra mắt năm 2014, cho nên các bạn có thể tạm gọi Journeyman là anh em họ bà con xa với lại By Kilian Musk. Thì nếu bạn nào mà thích By Kilian Musk á, thì mình nghĩ chắc các bạn cũng sẽ thích Journeyman thôi. Đó. Tức là cái chai Journeyman này á, còn có thêm một perfumer khác hợp tác làm việc với lại Alberto Morillas nữa. Đó là ông perfumer Pierre Negrin. Đó là ông ấy làm chai Interlude các bạn. Đó. Vậy cái chai Journeyman này ngửi như thế nào? Có ngon hay không thì mình và các bạn hãy cùng nhau phân tích cái mùi hương này. Có 3 chữ cái mình dùng để miêu tả cái mùi hương của chai này, đó là SSW, tức là spicy, smoky, woody. Đó. Thì lúc mới xịt đó các bạn, thì cái mùi hương mở màn của cái chai này á, đó là cái mùi tông gia vị cây nồng, giống như là mùi ớt hay mùi tiêu gì đó, và đi kèm với lại mùi bạch đậu không mà mình rất là thích. Đó. Với lại cái mùi khói của nhang hay là già thụ gì đó. Rồi sau đó khi mà hít một hơi thật sâu vào á, thì các bạn sẽ thấy nó có cái tông gỗ tựa giống như là có hương bài vetiver vậy đó. Nhưng mà theo Frantica thì cái tông gỗ này đó chính là cái mùi Cipro Oil, chiết xuất từ cái cây papyrus thì phải, kiểu gỗ nó ấm áp gì đó. Đó. Thì mình hoàn toàn không ngửi được cái mùi thuốc lá trong cái chai này các bạn. Nhiều người nói cái chai Journeyman này là tông thuốc lá, nhưng mà thuốc lá là thuốc lá ướt hay thuốc lá khô hay sao đó mình không biết, nhưng mà nó không có giống như cái thuốc lá mà trong cái điếu thuốc lá ba số năm hay là thuốc con mèo vậy đó. Nó không phải vậy, cho nên mình không có cảm nhận được cái mùi thuốc lá. Với lại mình không phải là dân hút thuốc nữa, cho nên mình không có rành về thuốc lá là vậy. Thì nó không phải thuốc lá kiểu giống như là By Kilian Back to Black hay là Tom Ford Tobacco Wood. Đó. Nếu mà nó thuốc lá kiểu đó thì mình biết rồi. Có một điều khá là thú vị là nếu mà các bạn nhìn cấu tạo thành phần mùi hương của By Kilian Musk Wood và Emoise Journeyman, thì các bạn sẽ thấy hai chai này nó có nét tương đồng giống nhau. Thì cả hai chai nó đều mở màn kiểu gia vị cây nồng, giống như là cardamom, bạch đậu khấu nè. Rồi Journeyman thì dùng ớt tứ xuyên, còn Musk Wood thì dùng coriander, là ngò thơm hay gì đó. Cả hai đều dùng mùi nhang khói và tông gỗ ở phần base. Thì chỉ có một điểm khác biệt giữa hai chai này, đó là Musk Wood thì có mùi hương hoa hồng, còn Journeyman thì không có. Đó. Ok, thì bây giờ tới phần chấm điểm của mình đối với lại chai Emoise Journeyman này. Thì xét về mức độ yêu và ghét á, thì mình cho cái chai Journeyman này 3/5 điểm. Thì mình không ghét nó và mình cũng không có thích nó. Thì mình ngửi cho biết vậy thôi. Giống như là mình không cảm thấy thích thú khi mà mình sử dụng cái chai này các bạn. Thì đối với gu của mình là như vậy. Mặc dù mình thích By Kilian Musk Wood, nhưng mà không hiểu sao mình không thích cái chai Emoise Journeyman này. Cũng có thể là do cái chai Emoise Journeyman này nó không có mùi hoa hồng giống như là By Kilian Musk Wood. Đó. Cho nên mình chấm cái chai Journeyman này 3/5 điểm về mức độ yêu và ghét. Còn điểm đặc biệt của chai này thì mình chấm 4/5 thôi. Tuy nó phong cách kiểu niche, nó rất là khác so với dòng designer, nhưng mà cái mùi hương của nó có nét giống với lại By Kilian Musk Wood, cho nên mình chỉ chấm chai này là 4/5 điểm thôi. Giá tiền của chai này thì hơi cao so với gu của mình, nhưng mà mỗi người sẽ có cái cách định giá cái sản phẩm mà họ muốn mua riêng. Thì trong mắt mình á, thì cái chai này
không có rẻ cho lắm, cho nên mình chấm nó là 3 trên 5 điểm. Không rẻ mà cũng không mắc, nó ok thôi. Tại vì biết sao, tại em hoa xong rồi các bạn, nó làm hàng chất lượng, hương liệu nó cũng cao cấp hơn vậy đó. Lưu hương thì tỏa hương của chai này thì rất là tốt các bạn, 5/5. Thì chai này hôm nay mình đi làm á, mình xịt á, thì mình được một cô trong công ty họ khen là thơm. Cổ đi ngang qua chỗ mình đang đứng thì cổ mới quay lại, cổ hỏi mình á là ủa bữa nay xịt mùi gì. Tại vì cổ biết là mình lúc ngày nào đi học, ngày nào đi làm cũng xịt nước hoa đó, cho nên mỗi ngày cổ hay thấy mình xài mấy cái mùi mới vậy đó. Thì mình mới đưa cái ống sample Journeyman ra cho cổ xem, thì cổ nói là ồ cái mùi này thơm nè, nó nam tính, nó mạnh mẽ, nó ấm áp, phù hợp cho thời tiết đang lạnh giống như bên mình vậy nè đó. Bao nhiêu tuổi dùng được chai này thì mình nghĩ khoảng từ 28 tuổi trở lên, nó cũng không có quá già lắm mà nó cũng không có quá trẻ lắm đó, vừa đủ tuổi chứng trạng dành cho nam giới. Thì tổng số điểm của chai này là mình chấm là 4.0/5 điểm. Kết luận của mình á, thì chai này nó mang phong cách cây nồng, nó khói và nó gỗ ấm áp, phù hợp cho mấy bạn nam trên 28 tuổi thích những cái mùi hương có phong cách kiểu tối tối như vậy đó. Đây cũng không thuộc dạng, đây cũng theo như mình á, nó cũng thuộc dạng thử thách đó các bạn, nhưng mà không đến nỗi khó xài giống như là Opus 15 King Blue hay là Figment Man. Chai này thì đối với mình nó không phải gu của mình đó, mình ngửi cho biết vậy thôi, chứ mình nếu mà hỏi mình mua hay không thì mình sẽ không mua để bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Cho nên cái ống sample 20 lít là đối với mình là đủ rồi. Ok, thì đó là những gì mình cảm nhận về cái chai MOH Journeyman này. Hy vọng video này có thể giúp ích cho các bạn một phần nào đó, để cho các bạn hiểu hơn về cái chai nước hoa này. Nếu mà các bạn có ý định mua cái chai MOH Journeyman này là để bổ sung vào bộ sưu tập của các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ channel của mình. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Xin lỗi. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Chào tạm biệt.